hiệu quả tại các địa phương. Tại hội thảo xây dựng đô thị thông minh trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia vừa được tổ chức, nhiều câu hỏi đã được các địa phương, đặc biệt là các sở thông tin và truyền thông đặt ra cho phía cơ quan chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, các sở thông tin và truyền thông, đơn vị được giao chủ trì triển khai ứng dụng đô thị thông minh, mong muốn nhận được sự hướng dẫn cụ thể trong việc xây dựng đô thị thông minh, đặc biệt là trong giai đoạn 2019-2020. Câu hỏi chủ yếu được đặt ra là các địa phương có thể bắt đầu xây dựng đô thị thông minh từ ứng dụng gì, khi triển khai người dân thấy được lợi ích gì, chính quyền thấy lợi ích gì, làm như thế nào khi đã chọn ứng dụng? Trước những thắc mắc này, ông Nguyễn Thành Phúc, cục trưởng cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hướng dẫn các địa phương bắt đầu từ giai đoạn 2019-2020, lưu ý đầu tiên là việc các sở thông tin và truyền thông cần chọn những ứng dụng dịch vụ có hiệu quả lợi ích ngay lập tức để tạo sự tin tưởng cho người dân và các cấp chính quyền địa phương mục tiêu nhằm xây dựng kế hoạch dài hạn hơn cho phát triển đô thị thông minh theo ông phúc dịch vụ mà người dân có thể thấy ngay lợi ích trước mắt là phản ánh hiện trường ông phúc cho rằng có nhiều vấn đề nảy sinh trong đời sống hàng ngày như trật tự giao thông môi trường nhờ dịch vụ phản ánh hiện trường người dân có thể thông báo ngay lập tức cho chính quyền để đưa ra hướng xử lý giải quyết về lợi ích của việc triển khai đô thị thông minh với chính quyền địa phương ông phúc cho biết hệ thống quản lý sẽ giúp người quản lý giám sát ngay chính đội ngũ cán bộ của mình xem hộ có thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ công việc thời hạn được giao hay không do vậy các địa phương cần xây dựng các ứng dụng giám sát tại nơi cung cấp dịch vụ công cho người dân doanh nghiệp nhưng ứng dụng này rất dễ phát triển các sở thông tin và truyền thông có thể tham khảo từ chính những mô hình thành công của các địa phương bạn quan điểm của bộ thông tin và truyền thông là các địa phương cần triển khai nền tảng trước ứng dụng sau bởi nếu không sẽ trồng chéo dẫn đến đầu tư không hiệu quả dữ liệu phải được dùng chung và điều hành tập trung có như vậy việc chỉ đạo điều hành mới đem lại hiệu quả